chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật nhanh các tin tức kinh tế đời sống trong nước trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, chiều qua tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Liên đoàn các hiệp hội giao nhận vận tải quốc tế Turkish Airlines đang thăm làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết tốc độ tăng trưởng logistics Việt Nam bình quân hàng năm đạt từ 14 đến 16%, đóng góp quan trọng trong việc đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2023 lên gần 700 tỷ đô la Mỹ. Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 370 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất siêu 11,63 tỷ đô la Mỹ. Là nền kinh tế mở, logistics đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Việt Nam theo xu thế của thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, FIATA đã hỗ trợ Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội Thế giới FIATA vào năm 2025 và ghi nhận những đóng góp của FIATA trong phát triển dịch vụ logistics của Việt Nam. Chủ tịch Liên đoàn các hiệp hội giao nhận vận tải quốc tế Turkish Airlines đánh giá cao chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn 2045, cho rằng Việt Nam có tiềm năng lớn trở thành trung tâm logistics của khu vực thế giới. Chủ tịch FIATA đề xuất Việt Nam cần huy động mọi nguồn lực xã hội vào phát triển ngành kinh tế này. Cũng trong chiều qua, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về việc bổ sung cập nhật kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch điện 8. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8 phải gắn với thực tiễn ứng phó linh hoạt kịp thời nhằm đáp ứng bảo đảm an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở bảo đảm an toàn hệ thống để điều chỉnh, cập nhật kịp thời quy hoạch điện 8, tạo thuận lợi cho xu hướng chuyển dịch từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục rà soát cập nhật vào kế hoạch các dự án điện mặt trời, điện gió đáp ứng được các tiêu chí về an toàn hệ thống, công nghệ truyền tải, hiệu quả kinh tế để không lãng phí nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Cùng với đó, tạo điều kiện cho các địa phương rà soát báo cáo bổ sung những dự án điện mặt trời, điện gió có hệ thống pin lưu trữ, điện rác, điện sinh khối. Đối với các dự án điện gió trồng lớn với khu vực quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản, Phó Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ theo hướng đề xuất điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực và quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản để hài hòa lợi ích phát triển của địa phương, các doanh nghiệp, nhà đầu tư có liên quan. Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đưa ra hai kịch bản cập nhật dự báo kinh tế vĩ mô trong năm 2024. Theo đó, trong kịch bản 1, tăng trưởng GDP dự báo đạt 6,55% trong năm 2024, xuất khẩu cả năm 2024 tăng 9,54% so với năm 2023. Chỉ số CPI bình quân cả năm 2024 tăng 4,31% so với năm 2023. Cán cân thương mại giữ được thặng dư ở mức 5,7 tỷ đô la Mỹ. Kịch bản 2 tích cực hơn, dự báo tăng trưởng GDP ở mức 6,95% trong năm 2024, xuất khẩu cả năm 2024 tăng 11,64% so với năm 2023. Chỉ số CPI bình quân cả năm 2024 tăng 4,12% so với năm 2023, cán cân thương mại đạt thặng dư ở mức 7,3 tỷ đô la Mỹ. Tăng trưởng xuất khẩu đang trong xu hướng tích cực, nửa đầu năm nay kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 190 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái, giúp cán cân thương mại 6 tháng qua thặng dư gần 12 tỷ đô la Mỹ. Tình hình này được thể hiện qua chỉ số nhà quản trị mua hàng của Việt Nam đã tăng liên tiếp trong 3 tháng qua và lên mức 54,7 điểm trong tháng 6. Có 4 yếu tố chi phối đến chỉ số nhà quản trị PMI, gồm đơn đặt hàng mới, sản lượng, việc làm, thời gian giao hàng và tồn kho. Theo đánh giá của SP Global, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới của Việt Nam đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 2 năm 2022. Nhờ đó, sản lượng sản xuất của tháng 6 đã đạt mức tăng cao nhất trong gần 6 năm trở lại đây, cả ở khối doanh nghiệp trong nước và khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng cục Thống kê nhận định 6 tháng đầu năm đã có xu hướng tăng trưởng tích cực, thể hiện qua sản xuất công nghiệp tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước. Điện tử quý 1 tăng 0,3%, quý 2 tăng 17,6%. Bên cạnh đó, một số nhóm ngành tăng trưởng khá như nhóm ngành gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng trưởng khoảng 20%. Cùng với tăng trưởng mạnh, các chuyên gia cũng cảnh báo nguy cơ chi phí vận tải tăng gây áp lực lên giá nguyên vật liệu, thiết bị. Doanh nghiệp cần lưu ý đa dạng hóa nguồn cung để kiểm soát chi phí đầu vào, qua đó đảm bảo ổn định sản xuất.
Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, chậm nhất là 17 giờ ngày hôm nay, các cơ sở đào tạo đại học có tổ chức xét tuyển sớm phải cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên hệ thống xét tuyển của Bộ. Thí sinh chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học lên hệ thống từ ngày 18 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2024. Các thí sinh đã trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm cũng phải đăng ký các nguyện vọng đã trúng tuyển sớm lên hệ thống như các thí sinh khác. Nhằm bảo đảm công bằng và quyền lợi cho thí sinh, Bộ Giáo dục Đào tạo lưu ý cơ sở đào tạo không được yêu cầu hoặc thỏa thuận với thí sinh việc cam kết xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào, nộp kinh phí giữ chỗ, thu giữ hồ sơ. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đề nghị cơ sở đào tạo thông báo cho thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, trừ điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông, để thí sinh có đủ thông tin và chủ động trong việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển hệ thống, phải có phương án để không tuyển vượt số lượng chỉ tiêu đã dự kiến. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin cập nhật trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.